hé lộ hình ảnh thiệp cưới của anh Tú và Diệu Nhi. Dễ dàng nhận thấy anh Tú và Diệu Nhi đã bỏ ra không ít tâm tư và công sức cho hôn lễ sắp tới. Cách đây không lâu, tin hôn lễ của anh Tú và Diệu Nhi sẽ được diễn ra vào ngày 10 tháng 10 sắp tới. Ngay lập tức, mọi thông tin và động thái từ phía cặp đôi đều dễ dàng trở thành chủ đề nóng được dân tình xôn xao bàn tán ở khắp diễn đàn. Mới đây, một người bạn thân của cặp đôi đã hào hứng khoe thiệp cưới. Trong thiệp mời, cư dân mạng đã nhanh chóng dễ dàng nắm bắt diễn biến sẽ diễn ra trong tiệc cưới của cặp đôi. 3 giờ chiều, đón người thương của Tú Nhi, 4 giờ chiều, lễ kết hôn Tú Nhi, 6 giờ chiều, Tú Nhi dùng bữa tối cùng mọi người, đồ ăn tự tay Nhi chọn. Sau đó là sân khấu kiểm duyệt kỹ càng của Tú, 8 giờ tối, tiệc bí mật Tú Nhi đã chuẩn bị, bí mật thì không ghi ra đây được. Cặp đôi còn nhắn nhiều khách mời, người thương của Tú Nhi ơi, bạn sẽ cần một tấm gương lớn để có thể đọc hết được toàn bộ thông tin trong thiệp mời. Đừng quên chụp ngay một bức ảnh biểu cảm khuôn mặt của bạn ngay lúc đó trong gương. Bên trong phần bao bì của thiệp mời chính là một dòng chữ in ngược đầy bí ẩn. Ngoài ra, tại hôn lễ, tông màu chủ đạo trang phục của khách mời khi tham dự chính là đen và hồng nhạt.